chào các em. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em ôn tập kiểm tra định kỳ giữa học kỳ 1 môn ngữ văn khối 6. Đầu tiên, cô có một số thông tin gửi đến các em. Ngày, giờ kiểm tra, thầy cô chủ nhiệm và giáo viên bộ môn sẽ thông báo cụ thể đến các em. Hai là địa điểm, tại lớp học. Ba, đề chung, tự luận. Bốn là thời gian làm bài, 90 phút. Về nội dung ôn tập có các phần sau. Phần thứ nhất là phần đọc. Chúng ta có hai thể loại, truyền thuyết và truyện cổ tích. Ngữ liệu sẽ lấy ở ngoài sách giáo khoa ngữ văn lớp 6. Phần thứ hai là phần tiếng Việt. Các em ôn kỹ cho cô từ lấy, từ ghép, thành ngữ và trả ngữ. Phần thứ ba là phần trả lời câu hỏi. Đây là phần tự luận. Các em sẽ trả lời các câu hỏi có trong đoạn trích ở đề. Phần thứ tư là phần viết, tức là phần tập làm văn. Kể lại một câu chuyện truyền thuyết hoặc cổ tích mà em biết bằng lời văn của em. Bây giờ chúng ta bước vào phần thứ nhất, đó là phần đọc. Truyện truyền thuyết hoặc truyện cổ tích ở hai thể loại này, các em cần lưu ý các đặc điểm sau. Thứ nhất là ngôi kể. Các câu chuyện truyền thuyết, cổ tích thường được kể theo ngôi thứ ba. Thứ hai, xác định yếu tố kỳ ảo, hoang đường có trong đoạn trích. Thứ ba, xác định thể loại. Thứ tư, xác định kiểu nhân vật. Thứ năm là trình tự kể chuyện, hoặc là chủ đề, lời kể, nội dung của đoạn trích có trong đề. Ví dụ, cô có đoạn trích sau. Ít lâu sau, Âu Cơ có mang đến kỳ sinh nở. Chuyện thật lạ, nàng sinh ra một cái bọc trăm trứng, nở ra 100 con trai. Con nào con nấy hồng hào, đẹp đẽ lạ thường. Đàn con không cần bú mớm mà lớn nhanh như thổi, mặt mũi khôi ngô, khỏe mạnh như thần. Sau khi đọc đoạn trích trên, ta thấy đoạn trích được kể theo ngôi thứ ba. Yếu tố kỳ ảo là cái bọc trăm trứng, nở ra 5 con trai. Còn thể loại là truyện truyền thuyết. Còn nội dung chính là Âu Cơ sinh con hoặc việc sinh nở kỳ lạ của Âu Cơ. Chúng ta sẽ ôn tiếp phần tiếng Việt. Đầu tiên là từ lấy và từ ghép. Cô có ví dụ sau. Trong câu văn chàng hăng hái gan dạ, không nề nguy hiểm. Ở trong câu văn này, từ lấy là từ hăng hái, có quan hệ lấy âm, tức là âm hờ. Còn từ ghép là từ gan dạ, nguy hiểm. Các tiếng có quan hệ với nhau về nghĩa. Tiếp theo là thành ngữ. Cô có một số thành ngữ và nghĩa của chúng như sau. Ví dụ, thành ngữ chết như rà, tức là chết rất nhiều. Thành ngữ nhanh như cắt, có nghĩa là ai đó làm việc gì rất nhanh. Còn thành ngữ mẹ tròn con vuông, ý nói việc sinh nở rất thuận lợi. Vậy thành ngữ là gì? À, thành ngữ là một tổ hợp từ, cố định và quen dùng. Cuối cùng trong phần tiếng Việt là tràng ngữ. Đặc điểm của tràng ngữ là phần phụ của câu giúp xác định thời gian, như hồi ấy, ngày xưa. Tràng ngữ còn xác định nơi chốn như ngoài sân, trong lớp học, dưới cánh đồng. Tràng ngữ xác định mục đích, có ví dụ để học tốt, để dò la bên này có nhân tài hay không. Tràng ngữ chỉ nguyên nhân, ví dụ như vì mưa, vì đau chân. Ngoài ra, tràng ngữ còn có chức năng là liên kết câu. Các con nghe ví dụ sau. Năm ấy, sọ dừa đỗ Trạng Nguyên. Chẳng bao lâu, có chiếu nhà vua sai quan Trạng đi sứ. Khi chia tay, quan Trạng đưa cho vợ một hòn đá lửa, một con dao và 2 quả trứng gà, dặn phải dắt luôn trong người phòng khi dùng đến. Các câu trên được liên kết với nhau bằng các tràng ngữ. Năm ấy, chẳng bao lâu, khi chia tay. Và tác dụng của những tràng ngữ này đó là cung cấp xác định thời gian trong câu. Sự việc này tiếp tục sự việc kia. Như vậy, phần tiếng Việt, các em nhớ đọc kỹ đoạn trích trong đề và phát hiện các yếu tố tiếng Việt kết hợp đặt câu. Các em lưu ý, khi đặt câu có yếu tố tiếng Việt, các em không được đặt trùng câu có trong đề. Đặt câu phù hợp với ngữ cảnh và đầu câu phải viết hoa, cuối câu phải có dấu chấm câu. Tiếp tục phần ôn tập là phần trả lời câu hỏi. Các em nhớ đọc kỹ đoạn trích và trả lời các câu hỏi bằng cách là viết đoạn văn. Từ 3 đến 5 câu nêu cảm nhận hoặc ý nghĩa hoặc thông điệp mà đoạn trích thể hiện. Các em nhớ là không gạch đầu dòng,
không liệt kê. Nhớ có câu mở đoạn, phần thân đoạn và câu kết đoạn khi chúng ta viết đoạn văn nhé. Cuối cùng là phần viết, tức là các em sẽ viết bài tập làm văn về kiểu văn bản kể lại một chuyện truyền thuyết hoặc cổ tích mà em biết bằng lời văn của em. Với kiểu bài này thì người kể kết hợp ngôi thứ nhất và ngôi thứ ba. Các sự việc được trình bày theo trình tự thời gian. Các em đảm bảo kể được đầy đủ các sự việc quan trọng, các yếu tố ly kỳ, hoang đường và hấp dẫn. Về bố cục của bài văn phải đảm bảo 3 phần. Phần thứ nhất là mở bài. Mở bài các em giới thiệu câu chuyện sắp kể và nêu cảm nghĩ của em. Phần thứ hai là phần thân bài, trình bày chi tiết, diễn biến, câu chuyện từ lúc xảy ra cho đến lúc kết thúc. Cuối cùng là phần kết bài, các em sẽ nêu ý nghĩa hoặc là nêu bài học hoặc là thông điệp mà câu chuyện đưa ra và liên hệ bản thân em. Các em lưu ý, để viết bài tập làm văn tốt, các em nhớ đọc kỹ các câu chuyện, truyền thuyết hoặc cổ tích mà em đã biết. Sau đây cô giới thiệu với các em một số câu chuyện thân thuộc với chúng ta nhé. Các em có thể kể các câu chuyện truyền thuyết hoặc cổ tích có trong sách giáo khoa ngữ văn lớp 6 ở học kỳ 1 hoặc ở ngoài sách giáo khoa ngữ văn 6 như Chuyện con rồng cháu tiên, Sơn tinh thủy tinh, Mị châu trồng thủy. Đây là những câu chuyện thuộc thể loại truyền thuyết. Hoặc Chuyện tấm cám, Chuyện thạch xanh, Chuyện cây tre trong đốt. Đây là thuộc thể loại chuyện cổ tích. Các em thân mến, phần ôn tập của cô đến đây đã kết thúc. Cô chúc các em tự tin làm bài để đạt kết quả cao. Cô chào các em.